huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam vừa tích cực vào cuộc điều tra và bắt gọn đối tượng gây ra vụ cướp tài sản của một cụ già hơn 80 tuổi trên địa bàn huyện Thăng Bình. Việc điều tra tìm ra hung thủ đã đem lại niềm tin và bình yên cho bà con nhân dân, đặc biệt là đối với người bị hại. Tuy nhiên, qua vụ việc này cũng cảnh báo đến toàn xã hội về tình trạng các đối tượng lợi dụng người già neo đơn để cướp tài sản đang diễn ra ngày càng nhiều trong thời gian gần đây. Vào đêm ngày 15 tháng 2 năm 2015, Công an huyện Thăng Bình nhận được tin báo về việc bà Phan Thị Đậu, còn gọi là bà Ba, 83 tuổi, trú tổ 12, thôn Thanh Ly 2, xã Bình Nguyên, Thăng Bình, Quảng Nam, bị một đối tượng dùng vũ lực tấn công, cướp số tiền 700.000 đồng. Vụ việc đã gây xôn xao, bức xúc trong quần chúng nhân dân bởi bà Đậu đã tuổi cao sức yếu, không chồng con, sống một mình, mọi việc ăn uống đi lại đều rất khó khăn và chỉ sống nhờ trợ cấp khó khăn của chính quyền nên số tiền 700.000 đồng là toàn bộ tài sản bà có được. Số ở trong nhà ở ngoài nó cái đó tôi đi vô đó, nó cũng đi vô chúng mà ông vặt cho chùa thì chúng lại bố mà chồng cái đó tôi thoáng nó không biết ở hết trơn hết trụi cái rồi không trả luôn nó tôi thoáng đâu nào biết tôi thoáng đâu không cũng mê mon trường vật cũng không biết cái đó. Trên cơ sở lời khai của nạn nhân, xác định đây là một vụ cướp tài sản, đối tượng là người địa phương, biết được hoàn cảnh neo đơn của bà cụ nên đã ra tay gây án. Qua công tác xác minh, sàng lọc đối tượng, Công an huyện Thăng Bình, Quảng Nam đã xác định được Phan Văn Hoàng Vũ gần nhà bà Đậu là đối tượng bỏ học, không nghề nghiệp và nghiện game, có nhiều dấu hiệu nghi vấn. Công an huyện Thăng Bình đã củng cố chứng cứ và bắt đối tượng Vũ khi đối tượng này đang chơi game tại thị trấn Hà Lam, Thăng Bình. Tại cơ quan công an, Vũ đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Đó là em ở nhà rồi em đi theo hồng trù, em qua nhà bà ba, em đi dọc theo rãnh xé, em đắp sang ngòn cho bà ba. Em đợi giờ bà ba đi đóng cửa rồi là em lấy tiền. Bà ba góc bà ba đi đóng cửa là em chạy theo sau bà ba và em bị nhỏ bà ba, em cặp bà ba xuống rồi. Em thò tay vô túi bà ba em lấy tiền. Việc điều tra tìm ra hung thủ đã đem lại bình yên cho bà con nhân dân, đặc biệt với người bị hại. Cũng qua đây, cảnh báo tình trạng các đối tượng lợi dụng người già neo đơn để cướp tài sản. Bằng tình thương, tình làng nghĩa xóm, những người già neo đơn rất cần sự quan tâm, gần gũi của con cháu và bà con xóm giềng để tránh những vụ việc đáng tiếc xảy ra như thời gian qua.